Ơi, sinh ngày ở tại nơi đây để ngài có thể nghe những lời thờ phụng và những lời cầu nguyện của chúng con, để chúng con có thể hát thờ phụng Chúa và cầu nguyện Chúa cho đến lúc kết thúc buổi thờ phụng và cầu nguyện cho thiếu nhi 24/7 này. Chúa ơi, xin Chúa ngài hiện diện nơi đây để lòng con khao khát ngài, ngài chạm lấy lòng con để chúng con có thể yêu mến ngài nhiều hơn. Chúa ơi, xin ngài ban phước trên chúng con để chúng con có thể thờ phụng ngài và cầu nguyện với ngài. Chúa ơi, xin ngài chạm lấy tấm lòng của chúng con để chúng con có thể đến với ngài và hát ca ngợi Chúa, múa hát với Chúa để con có thể thờ phụng Chúa và cầu nguyện Chúa cho Chúa đẹp lòng. Chúa ơi, xin ngài chạm lấy những lòng của những mục sư đó tới Chúa hoặc là các anh chị em ở đây, trong danh Chúa Giêsu Christ, amen.